Nhân Trạch, Đồng Nai đang trở thành điểm đến thu hút rất nhiều nhà đầu tư bất động sản với sự xuất hiện của hàng loạt các dự án nâng cấp về cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, động lực chính thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản nơi đây chính là dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Nhân Trạch Residence tọa lạc ngay tại vị trí vàng của huyện Nhân Trạch, kế bên khu dân cư hiện hữu, giao thông thuận lợi, môi trường không khí trong lành, hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng. Vị trí kết nối tốt với 5 km đến cao tốc Bến Lức Long Thành, 8 km đến Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh, 9 km đến Long Thành Dầu Giây, 10 km đến quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, 10 km đến sân bay Long Thành. Trong bán kính 1 km có các tiện ích như chợ, trường học, khu vui chơi. Nhân Trạch Residence, nơi an cư lý tưởng.